Hướng dẫn tư vấn thành lập công ty cấp nhanh nhất. Để có thể thực hiện hoàn hảo nhất các thủ tục về thành lập doanh nghiệp, bạn phải nắm được các bước đi bắt buộc của thủ tục này. Phan Lo xin chia sẻ thủ tục thành lập doanh nghiệp hoàn chỉnh, sẽ bao gồm các bước cơ bản sau. Bước 1, tìm hiểu kỹ càng mọi khía cạnh pháp lý của loại hình doanh nghiệp mà bạn muốn thực hiện kinh doanh. Các nội dung pháp lý sẽ xoay quanh các vấn đề như đặc điểm doanh nghiệp, quy trình thành lập, quy trình quản trị, phương thức khai báo thuế. Bước 2, dựa trên các thông tin pháp lý đã tìm hiểu, bạn sẽ có thể bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty phù hợp và chuẩn xác nhất đối với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể. Bước 3, thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty. Thủ tục này sẽ bao gồm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, thủ tục thông báo con dấu Đăng ký thuế, công bố hoạt động giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bước 4, các thủ tục sau khi thành lập công ty như khai báo thuế ban đầu, phát hành hóa đơn. Tất cả các bước trên sẽ không hề dễ dàng nếu bạn chưa có những kiến thức và kinh nghiệm nhất định về pháp lý doanh nghiệp. Để khắc phục tất cả thiếu sót đó, cũng như hoàn thành tốt nhất thủ tục thành lập công ty của mình, bạn nên chọn lựa một đơn vị hỗ trợ pháp lý đáng tin cập để đồng hành như Phan Lo Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 14 năm hoạt động pháp lý, phan lo việt nam là một trong những đơn vị luật hàng đầu việt nam hiện nay đội ngũ các luật sư và chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tư vấn thành lập công ty gấp rút nhanh chóng tiết kiệm và tất nhiên vẫn đảm bảo được chất lượng tối đa